Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà phê Liên Minh. Trải qua 4 ngày thi đấu vô cùng căng thẳng, vòng hỗn chiến của MSI năm nay đang chứng kiến những cuộc lật đổ ngoạn mục. Trong đấy, diễn viên xuất sắc nhất chính là Cloud9, bởi không một ai tin họ có thể hạ gục gã khổng lồ Royal Nevibub theo cách đối công mãn nhãn. Nhưng rồi cũng chẳng ai ngờ, mấy chú hề của Bắc Mỹ lại bị Pentanet gạt giò trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này. Điều đấy vô tình khiến cuộc đua top 4 bỗng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Nếu Damwon và Royal đã có tấm vé sớm lọt vào vòng knockout, thì Pentanet, Mad Lions và Cloud9 đang rất nỗ lực có 2 suất còn lại. Do đó, trước khi bước đến những diễn biến của ngày thi đấu cuối cùng vòng hỗn chiến, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá một chút về tình hình lực lượng của các đội nhé. Cuộc chiến vì danh dự. Trận đấu mở màn ngày hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Royal Nevibub và Damwon Kia. Khác với cuộc gặp nhau ở lượt đi, giờ đây cả hai đội đều đã lọt vào vòng knockout và họ sẽ thử nghiệm vài con bài cho chuỗi trận bèo năm dài hơi. Tuy nhiên không vì vậy mà sức nóng của cuộc đối đầu này giảm bớt, bởi Damwon rất muốn trả lại món nợ đã vay để làm dịu cơn thịnh nộ của người hâm mộ quê nhà. Còn Royal cũng muốn chứng minh thất bại cho các đối thủ yếu hơn, đơn giản chỉ là một tai nạn. Xét về yếu tố chiến thuật, nhà vô địch LPL mùa xuân vẫn duy trì phong cách cấm chọn quen thuộc xuyên suốt từ đầu vòng bảng đến nay. Cụ thể, mỗi vị trí của Royal đều thuần thục ít nhất 3 tướng. Đường trên, Lee Sin, Gna, Lucian là 3 phương án quen thuộc của Sahu. Trong khi đó, Wei đang gieo rắc nỗi kinh hoàng với những Rumble, Olaf, thậm chí là Udyr. Ở vai trò xạ thủ lẫn đường giữa, hai vị tướng Orianna và Kai'Sa chính là những con bài mà Royal chọn nhiều nhất. Bởi lẽ, Crying và Gala đã cho thấy sự ổn định đến đáng kinh ngạc ở giải đấu lớn đầu tiên mình tham dự. Trong khi đó, có cảm giác đoàn quân của huấn luyện viên Koma vẫn tương đối vất vả trong việc áp đặt thế trận lên các đối thủ. Lối chơi của Damwon phụ thuộc rất nhiều vào khả năng gánh đội của Canyon, Showmaker cũng như Ghost. Đây là điều Royal cần lưu ý trước khi bước vào cuộc đối đầu với Damwon. Bởi lẽ đội tuyển xứ Kim Chi sẽ ưu tiên những con bài tốt nhất cho ba chủ lực của mình. Đó có thể là Zoe, Lucian đứng giữa hay Rumble, Dyna, Udyr đi rừng và Kai'Sa đứng dưới. Nên nhớ, cả Gala lẫn Ghost đều ưa chuộng Kai'Sa và những con bài meta khác như Varus, Xayah. Tuy nhiên, thành bại ở đường dưới của cả hai còn phụ thuộc vào vị trí hỗ trợ. Có thể nói, Beryl của Damwon chưa khẳng định được vai trò đội trưởng của mình ở giải năm nay. Trong khi đấy, Minh lại tỏ ra kinh nghiệm hơn và thực tế cho thấy anh đã có quá nhiều lần chinh chiến ở những đấu trường lớn. Sự điềm tĩnh, khả năng đọc tình huống ấn tượng của ngôi sao 22 tuổi là tiền đề để Gala tỏa sáng. Ngoài ra, giới chuyên môn còn đặc biệt chú ý đến cuộc đại chiến ở khu vực rừng giữa Wei và Canyon. Chính vì vậy, cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ cho người hâm mộ. PSG cẩn thận bị gạt giò. Trận đấu tiếp theo sẽ là cuộc chạm trán giữa Pentanet.gg và PSG Talent. Nhìn vào năng lực và phong độ, hiển nhiên PSG được đánh giá cao hơn hoàn toàn. Tuy nhiên, bài học của Cloud9 vẫn còn nguyên và đại diện PCS cần phải biết rút kinh nghiệm nếu không muốn tự bắn vào chân mình, nhất là khi họ chỉ cần thêm một chiến thắng nữa là sẽ chính thức lọt vào knockout. Trên lý thuyết, những trận đấu thế này sẽ giúp Pentanet nghĩ về cách làm nên phép màu ở MSI. Nhưng chuyện Pentanet giành chiến thắng không phải là không có khả năng. Dẫu vậy, để làm được điều đấy, Papu và đồng đội cần mang tới nhiều phương án chiến thuật đột biến hơn. Bởi PSG Talent không hề vui tính như Cloud9 đâu. Thử thách khó nhằn cho bầy sư tử. Hiện tại, tình hình trên bảng xếp hạng, Mad Lions và PSG Talent đang có cùng hiệu số 4-4. Do đó, nhà vô địch LEC cần thêm một chiến thắng nữa để chắc chắn ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, thử thách lần này của họ không hề dễ dàng khi Royal Nevibub luôn thi đấu với thái độ vô cùng chuyên nghiệp và sẽ chả có câu chuyện thả lỏng, trừ phi Mad có thể trình diễn bộ mặt bùng nổ giống cái cách mà Cloud9 đã làm. Cụ thể, vào hôm qua, những tình huống đảo đường hợp lý của Blaber đã đem về những điểm hạ gục quan trọng, giúp Cloud9 có thể áp đặt lối chơi và ăn hết các mục tiêu lớn. Với chênh lệch quá lớn ở nửa trên bản đồ, Royal chỉ có biết phụ thuộc vào Xayah của Gala trong combat. Nhưng với một lượng lớn khống chế dồn vào, Gala vẫn dễ dàng lên bảng. Royal đã kiên cường phòng ngự, nhưng với thế trận áp đảo, Cloud9 vẫn có được chiến thắng cuối cùng. Trở lại với Mad, dù đang có lợi thế trong cuộc đua top 4, nhưng người hâm mộ vẫn chưa thực sự yên tâm với sư tử điên. Bởi lẽ người ta vẫn nhìn ra được điều gì đấy khá mong manh ở huấn luyện viên Mark và các học trò. Bầy sư tử có thể đánh bại đối thủ của mình,
nhưng với một kịch bản vô cùng chật vật. Và ngày hôm nay, Royal quả là thử thách quá lớn dành cho nhà vua mới của châu Âu. Xét về từng cá nhân, có lẽ chỉ đường trên Amut có thể mang tới hy vọng cho Met. Nếu muốn giành chiến thắng, có lẽ cách duy nhất dành cho Met là chọn những chiến thuật đặc biệt, qua đấy thi đấu cống hiến và khiến Royal bị cuốn theo lối chơi của mình. Câu chuyện còn lại sẽ phụ thuộc khá nhiều vào khả năng tận dụng thời cơ của Kazi và đồng đội. Bởi nếu không sớm dứt điểm trận đấu, Met có thể trả giá khi Royal là đội có khả năng giao tranh tổng vô cùng ấn tượng. Ngày phán quyết của Cloud9. Với việc để thua 6 trên 8 trận đã đấu ở vòng hỗn chiến, Cloud9 đang tự đóng dần cánh cửa tiến đến vòng knockout. Mặc dù Cloud9 là đội duy nhất đánh bại cả Damwon và Royal, tuy nhiên chuỗi trận Miracle Run của họ lại bất ngờ bị ngăn cản bởi Pentanet. Đại diện nước Úc đã giao tranh rất tốt ở giai đoạn giữa game để có được chiến thắng đầu tiên tại vòng hỗn chiến. Hiện tại, nhà vô địch LCS đã mất quyền tự quyết. Thậm chí nếu họ chỉ cần thua thêm một trận nữa thì sẽ cầm chắc chiếc vé ra về. Đáng chú ý, dường như được ông trời sắp đặt, Cloud9 sẽ chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp là PSG Talent ở trận đấu định mệnh này. Vậy còn khe cửa hẹp nào để Cửu Vân có thể vào được vòng knockout năm nay? Hiện tại, Cloud9 đang có 2 thắng, 6 thua. Trong khi đấy, cả hai đội xếp trên là Met và PSG đều có 4 thắng, 4 thua. Có nghĩa Cloud9 buộc phải thắng cả 2 trận còn lại. Đồng thời chờ ít nhất một trong hai đội xếp trên sẩy chân thua cả 2 trận trong ngày cuối để có thể đánh tie break, tranh vé vòng sau. Dựa vào lịch thi đấu, khả năng cao PSG sẽ dễ dàng đè bẹp Pentanet và giành tấm vé đi tiếp, trong khi Royal sẽ ngăn được Met làm điều đấy. Chính vì vậy, Cloud9 buộc phải đánh bại PSG và chờ đợi trận quyết tử giữa hai khu vực Bắc Mỹ, châu Âu cho tấm vé đi tiếp. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, Cloud9 sẽ phải nỗ lực hết sức và trông chờ thần may mắn sẽ mỉm cười với mình thôi. Cơ hội thử nghiệm dành cho Damwon. Trận đấu áp chót ngày hôm nay là cuộc đụng độ giữa Pentanet và Damwon. Sau khi tạo bất ngờ lớn ngày hôm qua, nhiều khán giả đang chờ đợi vào một cuộc lật đổ tiếp theo của Pentanet ở trận thi đấu này. Tuy nhiên, câu chuyện cổ tích thường không xảy ra hai lần và Damwon cũng không phải là những tay mơ. Còn nhớ lượt đi, Damwon đã sớm thể hiện sự chênh lệch lớn về trình độ. Damwon dễ dàng có được thắng lợi 17-1 sau gần 20 phút thi đấu. Đại diện LCK mang ra những con bài thuận tay nhất như Jayce, Zoe hay Kai'Sa. Sau 18 phút, Damwon dẫn trước đối thủ 13-1 và chênh lệch lượng tiền lên đến 15.000. Chính vì vậy, có thể thấy Damwon là một đội tuyển toàn diện, sở hữu nhiều nhân tố có kỹ năng cao và nhiều khả năng họ sẽ tung ra vài con bài thử nghiệm trong trận đấu thủ tục này. Không có chỗ cho những sai lầm. Trận đấu chốt sổ vòng hỗn chiến sẽ là cuộc đối đầu giữa Cloud9 và Mad Lions. Thậm chí nếu các kết quả trước đấy ủng hộ, đây hoàn toàn có thể là trận chiến sinh tử thực sự với cả hai đội. Bên cạnh cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc, Hàn Quốc, màn đại chiến trường kỳ giữa châu Âu và Bắc Mỹ cũng nhận được nhiều quan tâm từ người hâm mộ. Trong những năm gần đây, châu Âu đang cho thấy sự thắng thế của mình nhờ chức vô địch MSI 2019 của G2, cùng với đấy là hai lần tiến vào chung kết thế giới 2018 và 2019 của Fnatic lẫn G2. Chính vì vậy, câu chuyện của hiện tại có lẽ không khác đi khi Met đã vượt qua Cloud9 ở lượt đi và sẽ chắc chắn hướng đến chiến thắng để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đây vẫn là một cuộc đọ sức khó lường, nhất là khi Cloud9 đang bị dồn vào chân tường. Vừa rồi là toàn bộ nhận định của Cà Phê Liên Minh về ngày thi đấu cuối cùng vòng hỗn chiến. Nhìn chung với việc phải đương đầu cả PSG Talent và Mad Lions, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Cloud9 sẽ phải nỗ lực hết sức để lách qua khe cửa hẹp. Trong khi đấy, Royal Never Give Up và Damwon Kia sẽ có những trận đấu mang tính chất thử nghiệm cho vòng knockout. Tuy nhiên, dự đoán cũng chỉ là dự đoán, không thể nói trước được quá nhiều. Vì vậy, các bạn hãy nhớ theo dõi những trận đấu này để biết được kết quả cuối cùng nhé. Sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì, hãy để lại ý kiến cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.